ba khán áp bên này ba san một thương hồng niêm chị ai đã đom bẩn đứt abc trang ba đã phép tầm lấy sna ha chết ba nick cứ chỉ lơ tí bay hơi đã nhom sầm đay sai phim yun khnát hôm robot phần lật cam ld phim yun ba rưỡi khi ba sum lệ chấm nong chương sân ngày nick cứ chết ngày tí khai tí và ma khai tí ba khai đọc mùi khai tô la ấm ít ca đó ba đang đọc khai đọc khai đô la ba khai đô la ba khai đọc vậy là khai đô la khai đọc hay họ còn là trang vàng phần lật cam ld phim yun nâng producer director phần lật cò và sẽ được chia ba chiều room trong đây chỉ mới nâng này cường và này cường bên này thì dây ba là cái này ba cái thà cái này thà ngày làm thà ở đây đi được bạn sao còn nghe còn bay chậm đấy về chuyện thậm chí hay bán mấy con tay thì mới rước chụp xoay vẹo phi là bắt thằng ba cái chuyện nào đấy là thằng ba đấy mưa mà bây giờ sao đừng vẹo mũi mấy cái con thật một con trai mình đèn chắc nhưng chỉ yêu mưa vẹo phi ấy là o những sách thằng ban đã ra là bây giờ chỉ một con tâm thức mà cho đúng thằng tay thì bất chỉ ông cha và con đấy hay chăm ba tập để thọt chọn môn đi phân tích hay chăm ba tập sống khăn tè phải tô phi sống năng hay đom nẹo nha và họp luôn được xây dựng cả nhà phòng đại để xa để xa phục dân trong cái chùm này đập tuần tra và tiền đầm lấy tour và được cho mấy mỗi ngày đầm lấy lại đây và đầm lấy mà thằng là lại đây anh phát hà bê xì chết đọc cái đây và còn chết đọc cái vào phần này cùng ba này và chắc hơi cả hộp chốc ấy cứ lo bên tên là cam Aldini và tiền cameraman tiền này phần là co tiếng trang vàng phần là cam và tiếng này mạnh lên hạ càng này bàn đó mình tên chẳng thấy phần là cam ở đây tại nhà tu ba ca control vì sự nạ bỏ cô tu sự bình chân này được dùng tu sự lược đập lại xe của chúng mày là cái khá đi phía trong camera man trong mở đi chọn tập hai tập này dừng tập tên khó chọc môn này còn tích ba là mình chỉ tê và họ còn anh ấy cứ là sân khâm tha chụp xôi vẽ vi nịch và tu ong sầm khám cứ nè cứ là anh prap bỏ cô thường chân là tu ong chút là bọn em đứt ABC trang vã cứ sầm đáy những cái chút thông đầy mà đầu bạn bà miền đây là sân chơi xin bị xe sầm rạp nông đường như đá bạn xa bóng pháp có thể xa phòa miền chắc còn dơ còn mau sầm đáy không đấy cứ như thế xa phòa miền tôi tại mà đầu có bắn tay còn chút nông rương ra chỉ chắc là đáy vẹp qua cho bôi nông chụp sôi chụp đường rầy này bạn chẳng tại đây chẳng ná bóng ôn bóng flick là chúng ta đang tự sân á rồi chỉ không trở nên sai thì không may chẳng hạn là bóng ôn bạn cũng chẳng hơi công flick robot phát triển cam LED phim truyền sáng của nó kịp đầm bay lúc nè hai nước đặt mình chăng nước xe phim truyền không ai ta mặt đá rôm là phê chắc hạp nịch complete control nước lực xuôi xe phim truyền không ai bạn đầm bay ai phát triển có những càng vừa hay phát triển xuống người ta cả xuống vào thò nước bị chết xe lập bạc xuống mê ta cả xuống bè bón chui tục cắt nây cái hàng thầy chun sẵn cung cái hàng thầy khá là khôi để lùi xin à đây cam bằng sức và vì vậy là các em mới có chậm nay được trong sống đây mà ngay nâng vì chỗ ABC rất chất độc kè và phải chỉ phần phân bằng bầy cái hả và phần bầy cái bóng con đã đầm lái thay lấy nè hãy chẳng tâm biến cua khá là hôn đó mà ngay nó pram rồi và mùi rồi mà con cái bên này dân chậm nay cho ra hình chẳng có xu vọng thôi là một chất sản phẩm xâm khăn bóng hất tục cắt nẹ copy lui chậm lòng và lên đám thay mà bị trăng không lấy sạc bạch dây bạch và anh đang gần phương hai bà ta coi như cái con này và cũng nè hay đừng không nên sống khăn và ai bán bún cũng là công sự rất bất tăng các xe từ chuẩn bị và bún nâng cái bún là tạ nâng cơ sông bà ai cái hai cái con xe bán con xe mà đói à bà ai bà ai bà ai bông bà ai bà ai bà ai tập bây giờ lúc xuyên xe phim chuẩn không ai dương bà bà con bên này cho bà xuống mọc bộ phim tạm đàn xe phim chuẩn rương chụp rồi vẹ bì rương công phim tạm đàn nông rương chụp rồi vẹ bí bác chăm bát san một thương xung lòng cái cái rốt bàn này học nhà và ở lúc lúc xoay cái nhà bị xe cái bộ phôn đài này dùng ra ra nơi bàn đài tầm nè tầm nông công Facebook khả nạ bê nít chăm bát san một thương nông niêm chị ấy đó mình đứt ABC và trang ba cả xe xâm lê xin hai chết bàn thọt xe phiếp dân mở rương tiệt hai và là nghịch ní cứ là nghịch ngay ti mà phải bay phải bay phải bay phải bay mà phải bay phải pi mà phải pi bà anh chăng bông phôn cùng à bà anh chăng bông phải bay bà anh chăng complete rong trăm tu sơn à bà nâng đặt bánh chăng nó không phê chạp chạp ni
បាទរបស់ព្រឹត្តិកម្ម LD ភាពយន្តបាទនេះគ្រឿងមានអីនិយាយខ្លីនេះបាទសូមជួយបាទអត់មានអីទេបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសអរគុណដល់បងសាមន្ទឿនដែលបានប្រកយុទ្ធមកសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងជប់សយវគ្គ2ដែលចង់បានតួអង្គគាត់ដ៏សំខាន់បំផុតដូចថាគាត់ជាអ្នកយកសារព័ត៌មានដែលព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដបាទហើយគឺមិនចេះខ្លាចរាអ្នកណាបាទចង់បានព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានឯករាជ្យបាទពិតតែម្ដងហើយគាត់ថាមកនេះថាថតរឿងជប់សយគេថាគាត់សយមែនបាទគឺត្រូវដងឬមួយក៏ត្រូវដើមដងសង្កត់ពីលើប៊ីសនឹងស្លាប់ដាច់បាទបាទអរគុណឥឡូវយើងសុំលក្ខសិននៃគ្រឿងបាទអរគុណមែនទែនរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តតែងទទួលបានការគាំទ្របាទពីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់វ័យទាំងអស់តែម្ដងយើងឃើញថា LD សូមសរសើរថាទី1បើកលុយលឿនទី2ថតភ្លាមបានលុយភ្លាមណែបាទហើយទី2គឺមិនភ្លេចទេរឿងមនស្រែបាទហើយមហូបស្រុកស្រែចម្ការហើយបងប្អូនអាចកាមេរ៉ាយើងអាចចាំមើលទាំងអស់មើលកន្លែងទាំងអស់បាទសូមកាមេរ៉ាសូមចាប់ពីក្រោយដើមមកជុំបាទមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ាក្រុមការងារបាទបងប្អូនឃើញផលិតកម្ម LD បាទដែលខ្ញុំដើរតួអង្គសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងរឿងនេះរឿងជប់សយវគ្គ2បាទបាទគឺថាផលិតកម្ម LD តែងតែសាងគុណភាពដើម្បីលោកអ្នកហើយមួយរឿងរបស់ផលិតកម្ម LD ភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនខ្មែរបាទបើទោះបីជាបុកជាមួយនឹងរឿងបរទេសក៏ដោយក៏បងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងដែលផលិតកម្ម LD នៅតែក្រាញលន់លដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទបងប្អូនឃើញនេះក្រុមការងារតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបចំថតតែម្ដងហើយសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាតួអង្គខ្ញុំគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែរបាទបាទសំខាន់បំផុតគឺផលិតកម្ម LD បើកលុយស្រួលបាទហើយទទួលការហូបចុកអីឆ្ងាញ់បាទទទួលព័ត៌មានថាមិនសូវជិះចពាក់តួទេបាទដោយផលិតកម្មផ្សេងគឺថាគេល្អច្រើនដែរណាបាទអរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំបានសានមន្ទីរក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC សំលេចស្នាជាតិកំពុងតែថតគុនកំភ្លេចគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាចុះជិះម៉ូតូអត់មើលឃើញលោកចាំងវាំងពងរីកាទេបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ទីរក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC ចាំងវាំងកសែតសំលេចស្នាហាជាតិបាទនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលខ្ញុំសម្ដែងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តបាទរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមលក្ខចំណងជើងសិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី22បាទខែ11ខែតុលាអវិជ្ជការចោះបាទដល់ខែ10ខែតុលាបាទខែតុលាបាទខែ10និយាយដល់ខែតុលាខែ10ហើយអរគុណដល់ចាងវាងផលិតកម្មLD ភាពយន្តនិង producer director ផលិតករបាទផ្សេងដូចជាបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងនាយគ្រឿនបាទនាយគ្រឿនមានអីនិយាយបាទលើកនេះបាទគេថាគេថាអ្នករំខានស្ដីនេះបានបងប្អូនគឺជាសាព័ត៌មានដល់3ចាំនេះព្រះជាកម្ពុជាហើយបានមកក្នុងសម្ដែងធ្វើរឿងជួបសុយវគ្គ2របស់សម្បត្តិដែលជាស្នាដៃរបស់សម្បត្តិហើយធ្វើដើម្បីអត់មានយកថារឿងវគ្គ1មានការគាំទ្ររបស់បងប្អូនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងជាធ្វើវគ្គ2ឲ្យល្អជាងស្អិតថាបានតារាល្បីល្បាញគឺជាបងប្អូនថាខ្លួនមកចូលរួមសម្ដែងគឺពិតជាអស្ចារ្យបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំបាទទៅតែថតចំមុននេះបន្តិចហើយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ឯកឧត្តមអ្នកញ្ញាបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាផងដែរដែលស្ដារតែខ្សែភាពយន្តត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើនបាទទាំងតម្លៃតួបាទខ្ញុំឯងមួយថ្ងៃតម្លៃថ្លៃដែរបាទតម្លៃបាទថ្លៃដែរអាចផាត់ ABC ចិត្ត10កេះដែរបាទគាត់ចិត្ត10កេះបងប្អូនអាចគុណបានហើយបាទចឹងហើយការហុកចុកអីគឺល្អមែនទែនក្នុងផលិតកម្ម LD នេះបាទទាំងកាមេរ៉ាម៉ាន់ទាំងអ្នកផលិតករទាំងចាងវាងផលិតកម្មបាទទាំងអ្នកបាញ់ភ្លើងសហការនេះបានល្អមែនទែនចឹងហើយផលិតកម្ម LD តែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាលើកតម្លៃខ្សែភាពយន្តខ្មែរបាទហើយខាងនេះគឺជាក្រុមកាមេរ៉ាម៉ាន់ក្រុមរៀបចំទៅឲ្យតែយើងទៅតែថតចប់មុននេះបន្តិចបាទល្ងាចទេបាទអរគុណហើយនេះគ្រឿនសង្ឃឹមថាជួបសយវគ្គ2នេះបាទតួអង្គសំខាន់គឺអ្នកគ្រឿនអាចប្រាប់បងប្អូនជឿថាតួអង្គឈុតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC ចាងវ៉ាគឺសម្ដែងគឺឈុតធំតែម្ដងបាទមានអីបាទសុំជួយសិនពិសេសសម្រាប់ក្នុងរឿងនេះដែរ
បាទដោយសារបងប្រុសគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានចឹងគាត់យកគាត់មកសំដែងក្នុងនេះគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួបនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជួបសយជួបចម្រៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងយ៉ាងណាបងប្អូនខ្ញុំផ្លេចមកតាមដានទស្សនាព្រោះជាគំត្រូវនៅខ្សែភាពខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគាត់ច្រើនហើយក៏ផ្លេចរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តសាគុណភាពដើម្បីលុបអ្នកហើយនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តខ្មែរតាមបណ្ដារោងនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះកំពេញគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយខ្សែភាពយន្តខ្មែរបាទដើម្បីឲ្យផលិតករមានការធ្វើហើយពិសេសសូមមេត្តាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមមេត្តាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់នៃកហល្តជនសង្គមកហៅថាខលខូចដែលលួចស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបាទពីប្រតិកម្មឬគាត់ចំណាយដូចខ្ញុំសម្ដែងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាចូល ABC ហ្នឹងជិត10កេះបាទប្រហែលជា7 8កេះហ่ะបាទ7 8កេះបងប្អូនគុណទៅតម្លៃថ្លៃណាស់ហើយអញ្ចឹងទៅមានគួរខ្លះរហូតដល់មួយថ្ងៃហ្នឹង500 600 1000ក៏មានដែរអញ្ចឹងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងក៏សួរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសំខាន់បំផុតទប់ស្កាត់អ្នកកូពីលួចចម្លងបាទលេខដើមថាមកប្រចាំផងនេះសំបែកឆ្នៃបាត់បាទអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រតិកម្មយើងខ្សែគុណដែរត្រូវបាទអរគុណណាស់ហើយនឹងខ្ញុំណាស់សំខាន់បើអាចបានពុនគូថាគុំទៅរឹតបតាំងខ្សែភាពយន្តពេកបាទពុនហ្នឹងក៏ពុនអតៈហ្នឹងក៏សុំបើអាចគេហៅថាខុនសែលបានខុនសែលបណ្ដោយណាបើអាចបាទបើអាចបើអាចបងបើអាចបើអាចបើអាចដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងបាទបាទអរគុណពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានខ្សែភាពយន្តរឿងជូបសយវគ្គ2រឿងកុំភ្លេចតាមដានក្នុងរឿងជូបសយវគ្គពីបាទខ្ញុំបាទសានមធឿនសូមលំអរកាយគោរពបាទអ្នកអង្គការបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមធឿនក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC បាទចង់វ៉ាកាសែតសម្លេងស្នាហាជាតិបានថតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងទៀតហើយបាទល្ងាចនេះគឺល្ងាចថ្ងៃទី23បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបាទបាទកំពុងឡើង23បាទបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបាទនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទបាទរបស់ព្រឹត្តិកម្ម LD ភាពយន្តបាទនេះគ្រឿងមានអីនិយាយខ្លីនេះបាទសុំជួយបាទអត់មានអីទេបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសអរគុណដល់បងសាមន្ទឿនដែលបានប្រកបយុទ្ធមកសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងជប់សយវគ្គ2ដែលចង់បានតួអង្គគាត់សំខាន់បំផុតដូចថាគាត់ជាអ្នកយកសារព័ត៌មានដែលព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដបាទហើយគឺមិនចេះខ្លាចរអាអ្នកណាបាទចង់បានព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានឯករាជ្យបាទពិតតែម្ដងហើយគាត់ថាមកនេះថាថតរឿងជូបសុយថាគាត់សុយមែនបាទគឺត្រូវដងឬមួយគាត់ត្រូវដើមដងសង្កត់ពីលើប៊ីសនឹងស្លាប់ដាច់បាទពិតបាទអរគុណឥឡូវយើងសូមលក្ខសិននៃគ្រឿងបាទអរគុណមែនទែនរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តតែងទទួលបានការគាំទ្របាទពីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់វ័យទាំងអស់តែម្ដងយើងឃើញថា LD សូមសរសើរថាទី1បើកលុយលឿនទី2ថតភ្លាមបានលុយភ្លាមណែបាទហើយទី2គឺមិនភ្លេចទេរឿងមន់ស្រែបាទហើយមហូបស្រុកស្រែចម្ការហើយបងប្អូនអាចកាមេរ៉ាយើងអាចចាំមើលទាំងអស់មើលកន្លែងទាំងអស់បាទសូមកាមេរ៉ាសូមចាប់ពីក្រោយដើមមកជុំមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ាក្រុមការងារបាទបងប្អូនឃើញផលិតកម្ម LD បាទដែលខ្ញុំដើរតួអង្គសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងរឿងនេះរឿងជប់សយវគ្គ2បាទគឺថាផលិតកម្ម LD តែងតែសាងគុណភាពដើម្បីលោកអ្នកហើយមួយរឿងមួយរឿងរបស់ផលិតកម្ម LD ភាគច្រើនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទស្សនិកជនខ្មែរបាទបើទោះបីជាបុកជាមួយនឹងរឿងបរទេសក៏ដោយក៏បងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែទទួលគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងដែលប្រតិកម្ម LD នៅតែក្រាញនរនីលដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទបងប្អូនឃើញនេះក្រុមការងារតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបចំថតតែម្ដងហើយសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាតួអង្គខ្ញុំគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែរបាទបាទសំខាន់បំផុតគឺផលិតកម្ម LD បើកលុយស្រួលបាទហើយទទួលការហូបចុកអីឆ្ងាញ់បាទទទួលពរមានថាមិនសូវចេះចពាក់តួទេបាទដោយផលិតកម្មផ្សេងដំណកម្មផ្សេងគឺថាគេល្អច្រើនដែរណាបាទអរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក្នុងនាមជាអេដាមបណ្ឌិត ABC សំលេចស្នាជាតិកំពុងតែថតគុនកំភ្លេចគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នា
chung chim mà to mà khơi lỗ chẳng vang phong rì cá đấy ba khán đài bên đi khi ba san một thương hồng niêm chị anh đã đom bẩn đứt abc chẳng vang được phép từng lên sna ha chết ba ní cứ chỉ lơ tí bay hơi đã nhom sầm đay sai phim yun khnát hôm robot polatakam ld phim yun ba rưỡi khi ba sum lệ chấm đầu chương trình ngày ní cứ chỉ ngày tí khai tí và mà khai tí ba khai đọc mùi khai tô la ở bên cả đó ba đang đọc khai đọc khai tô la ba khai tô la ba khai đọc vậy đó khai tô la khai đọc hay hòn côn đó là trang vang polatakam ld phim yun nâng producer director polatakor ba sẽ được chia ba chiều rung tổng đài chỉ mỗi lần này cười ba này cười mình ấy thì dây ba là cái gì ba cái thà cái này thà cái làm thà tại đây là bạn tạm bỏ miền đó là bay chậm đấy về chuyện thăm chí hay bán mà hôn tổng đài chỉ mỗi lần chúc xoay việc phi là bác thông ba tại vì sao đây là thông ba tại vừa mà bây giờ thà đừng việc mỗi miền cảm con sợ bọc con trai mình đèn chắc nhưng chỉ yêu phương việc phi ấy là o chính sách thật ban ta ra là bây giờ bây giờ chúng mong có tâm thức mà cho đúng tổng đài bất chỉ o chả và o cân đài hay khi mà tập thể thọt chọn môn đi bằng tích hay khi mà tập sống khăn tè phê tô phi xung năng ai đom nèo nha và học luôn luôn thôi cho nhà phòng đại đại sa đại sa cực dân trong cái chỗ này đam tuân chara và tiền đồng lại tour và được cho mấy mỗi mỗi ngày đồng lại lại đây và đồng lại mà thằng lại đây anh phát hà bên tiền chết đọc cái đây và còn chết đọc cái vào phần này cùng ba này và chắc hơi cả hộp chụp ấy cứ lo mình tên là phần cam aldini và tiền cameraman tiền này political tiếng trang vàng political và tiếng này bánh lưng hạ càng này bà nó mình tên chẳng hay political ở đây tại nhà tu bà ca control vì sự nạc bọc ôn tu sĩ bình chân này thì dùng tu sĩ đã lược đọc lại xe của chương khmai và đại khá lý phí chế krom camera man krom riêng chom tập hai tên này dân tập tên khó chọc môn này còn tích bà lưu nghĩ chế tê và họ còn ở đây cứ lên sân khâm tha chụp xôi viện bì nịch và tu ông sầm khám cư này cứ lên ai prap bọc hồn chân là tu ông chút là bọn em đứt ABC trang vã cứ sầm đáy những cái chút thông này mà đâu bạn miền đây là sân chơi xin bị xe sầm rạp nó đường như đá bạn xa bóng 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 xa phòng miền chất còn đưa con máu sầm đáy không đứt cứ như thế xa phòng miền tôi tại mà đòn có bánh tay còn chút nó rương ra chỉ chắc là đáy việc qua thêm bôi nó chút xôi chút như này mà bạn chẳng thấy được nhận ná bóng ôn bóng flick là chúng ta đang tụ sân ná rồi chỉ không trở nên sai thì không may chẳng hạn sẽ là bóng ôn bạn vẫn chẳng hơi có flick របស់ ផលិតកម្ម LD ភាពយន្ត សាង គុណភាព ដើម្បី លប់ អ្នក ហើយ នឹង ដាក់ បញ្ចាំង នៅ ខ្សែ ភាពយន្ត ខ្មែរ តាម បណ្ដា រោង នៅ ពេល ឆាប់ នេះ complete control និង លើក ស្ទួយ ខ្សែ ភាពយន្ត ខ្មែរ បាទ ដើម្បី ឲ្យ ផលិតករ មាន ការ ធ្វើ ហើយ ពិសេស សូម មេត្តា ក្រសួង វប្បធម៌ និង វិចិត្រ សិល្បៈ សូម មេត្តា ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ ជួយ ទប់ស្កាត់ នៃ កហិលតា ជន សង្គម កហៅ ថា ខិល ខូច ដែល លួច ស្នា ដៃ កម្ម សិទ្ធិ và vì phần cam được con chấm nai được trong sầm đai mà ngay nâng về chỗ abc rất chất độc cái và hai chỉ phần quân phần bay cái ha và phần bay cái bao quân quân đã tầm lái lái này hay chẳng tâm biến cua kha đó đó mà ngay nó pram rồi phần mui rồi mặt quan cái bên này chẳng chấm nai cho ra chẳng có su vật thôi tầm chất sản phẩm sầm khăn bom hot tục cắt nẹt copy lui chấm long ba lên đam tham mà bị trang phóng lên sầm bay chơi bạn bạn anh đang cần phương ai phải coi như sai quân này ba cũng na hay đừng không na sầm khăn bà ai bán pun cũng là công sự rất bất tăng các xe phải chuẩn bị bà pun nâng cái pun là tạ nâng cái sầm bà ai cái hai cái con xe bán con xe mà nói à bà ai bà bà ai tập bây lúc tôi xe phải chuẩn không ai dưng bà còn bên đi cho bà số một phần phải tam đàn xe phải chuẩn rương chụp rồi vẽ pi rương complete tam đàn nong rương chụp rồi vẽ ពីបាទខ្ញុំបាទសានមធឿនសូមលំអរកាយគោរពបាទអ្នកអង្ញាបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពិសេសក៏បងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមធឿនក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC បាទចង់វាកាសែតសម្លេងស្នាហាជាតិបានថតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងទៀតហើយបាទល្ងាចនេះគឺល្ងាចថ្ងៃទី23 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបាទបាទកុំឡើង23បាទបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបាទនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
បាទរបស់ព្រឹត្តិកម្ម LD ភាពយន្តបាទនេះគ្រឿងមានអីនិយាយខ្លីនេះបាទសូមជ័យបាទអត់មានអីទេបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសអរគុណដល់បងសាមន្ទឿនដែលបានប្រកបយុទ្ធមកសម្ដែងក្នុងសាច់រឿងជប់សយវគ្គ2ដែលចង់បានតួអង្គគាត់សំខាន់បំផុតដូចថាគាត់ជាអ្នកយកសារព័ត៌មានដែលព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដបាទហើយគឺមិនចេះខ្លាចរអាអ្នកណាបាទចង់បានព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានឯករាជ្យបាទពិតតែម្ដងហើយគាត់ថាមកនេះថាថតរឿងជប់សយថាគាត់សយមែនបាទគឺត្រូវដងឬមួយក៏ត្រូវដើមដងសង្កត់ពីលើប៊ីសនឹងស្លាប់ដាច់បាទបាទអរគុណឥឡូវយើងសូមលក្ខសិននៃគ្រឿងបាទអរគុណមែនទែនរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តតែងទទួលបានការគាំទ្របាទពីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់វ័យទាំងអស់តែម្ដងយើងឃើញថា LD សូមសរសើរថាទី1បើកលុយលឿនទី2ថតភ្លាមបានលុយភ្លាមនេះបាទហើយទី2គឺមិនភ្លេចទេរឿងមនស្រែបាទហើយមហូបស្រុកស្រែចំការហើយបងប្អូនអាចកាមេរ៉ាយើងអាចចាំមើលអត់ទាំងអស់មើលកន្លែងទាំងអស់បាទសូមកាមេរ៉ាសូមចាប់ពីក្រោយដើមមកជុំបាទមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ាក្រុមការងារបាទបងប្អូនឃើញផលិតកម្ម LD បាទដែលខ្ញុំដើរតួអង្គសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងរឿងនេះរឿងជប់សយវគ្គ2បាទបាទគឺថាផលិតកម្ម LD តែងតែសាងគុណភាពដើម្បីលោកអ្នកហើយមួយរឿងរបស់ផលិតកម្ម LD ភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនខ្មែរបាទបើទោះបីជាបុកជាមួយនឹងរឿងបរទេសក៏ដោយក៏បងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែទទួលគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងដែលផលិតកម្ម LD នៅតែក្រាញលនាលដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទបងប្អូនឃើញនេះក្រុមការងារតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបចំថតតែម្ដងហើយសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាតួអង្គខ្ញុំគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែរបាទបាទសំខាន់បំផុតគឺផលិតកម្ម LD បើកលុយស្រួលបាទហើយទទួលការហូបចុកអីឆ្ងាញ់បាទទទួលព័ត៌មានថាមិនសូវជិះចាប់តួទេបាទដោយផលិតកម្មផ្សេងផលិតកម្មផ្សេងគឺថាគេល្អូច្រើនដែរណាបាទអរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ទីរក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC សំលេចស្នេហាជាតិកំពុងតែថតគុនកំភ្លេចគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាចុំជីមតអត់មើលឃើញលោកចាំងវ៉ាងពងរីកាទេបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ទីរក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC ចាំងវ៉ាងកសែតសំលេចស្នេហាជាតិបាទនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលខ្ញុំសម្ដែងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តបាទរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមលក្ខចំណងជើងសិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី22ដល់22បាទខែ11ខែតុលាអវិជ្ជការចោះបាទដល់ខែ10ខែដុល្លារបាទខែដុល្លារបាទខែ10និយាយដល់ខែដុល្លារខែ10ហើយអរគុណដល់ចាងវាងផលិតកម្ម LD ភាពយន្តនិង producer director ផលិតករបាទផ្សេងដូចជាបាទចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងនាយគ្រឿនបាទនាយគ្រឿនមានអីនិយាយបាទលើកនេះបាទគេថាគេហៅថាអ្នករំខានសម្ដែងរីនបានបងប្អូនតាមព័ត៌មានដល់3ចាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមកសម្ដែងធ្វើរឿងជប់សយវគ្គ2របស់សម្បត្តិជាស្នាដៃរបស់សម្បត្តិធ្វើដើម្បីអត់មានយកថារឿងវគ្គ1មានការគាំទ្ររបស់បងប្អូនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងជាធ្វើវគ្គ2ឲ្យល្អជាងស្ិចតែបានតារាល្បីៗគឺជាបងប្អូនតាមរឿងមកចូលរួមសម្ដែងពិតជាអស្ចារ្យបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំបាទទៅតែថតចំមុននេះបន្តិចហើយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ឯកឧត្តមអ្នកញ្ញាបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាផងដែរដែលស្ដាប់តែខ្សែភាពយន្តត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើនបាទទៀងតម្លៃទួបាទខ្ញុំឯងមួយថ្ងៃតម្លៃថ្លៃដែរនេះបាទតម្លៃបាទថ្លៃដែរអាចផាត់ ABC ចិត្ត10កេះដែរបាទក៏ចិត្ត10កេះបងប្អូនអាចគុណបានដែរបាទចឹងហើយការហុកចុកអីគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ផលិតកម្ម LD នេះបាទទៀងកាមេរ៉ាម៉ាន់ទៀងអ្នកផលិតករទាំងចាងវ៉ាងផលិតកម្មបាទទាំងអ្នកបាញ់ភ្លើងសហការនេះបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងហើយផលិតកម្ម LD តែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាលើកដំណៃខ្សែភាពយន្តខ្មែរបាទហើយខាងនេះគឺជាក្រុមកាមេរ៉ាម៉ាន់ក្រុមរៀបចំទៅហើយតែយើងទៅតែថតចប់មុននេះបន្តិចបាទល្ងាចទេបាទអរគុណអានេះគ្រឿនសង្ឃឹមថាជួបសយវគ្គ2នេះបាទតួអង្គសំខាន់គឺអ្នកគ្រឿនអាចប្រាប់បងប្អូនជនថាតួអង្គឈុតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC ចាងវ៉ាគឺសម្ដែងគឺឈុតធំតែម្ដងបាទមានអីបាទសុំជួយពិសេសសម្រាប់ក្នុង
rương như đá bà đi xa bong bóng có thể nhận xa phòng mình chắc còn đưa con mong xong tay không biết cái này xa phòng mình tôi tại bọn có bắn tay còn chút rương ra chỉ ra tay biết qua thì mùi chụp sôi chụp chừng này mà bà chẳng tại được nhận ná bong ôn click mà chúng ta đàn của sản á rồi chỉ không đưa nó sai thì không may chẳng hạn là bong ôn bà còn chưa ra hơi complete របស់ ផលិតកម្ម LD ភាពយន្តសារគុណភាព ដើម្បី លោក អ្នក ហើយ នឹង ដាក់ បញ្ចាំង នៅ ខ្សែ ភាពយន្ត ខ្មែរ តាម បណ្ដា រោង នៅ ពេល ឆាប់ នេះ កំពេញ គ្រប់គ្រង និង លើក ស្ទួយ ខ្សែ ភាពយន្ត ខ្មែរ បាទ ដើម្បី ឲ្យ ផលិតករ មាន ការ ធ្វើ ហើយ ពិសេស សូម មេត្តា ក្រសួង វប្បធម៌ និង ពិចិត្រ សិល្បៈ សូម មេត្តា ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ ជួយ ទប់ស្កាត់ នៃ កិច្ច ហៅថាជន សង្គម កិច្ច ហៅថា ខលខូច ដែល លួច ស្នាដៃ កម្មសិទ្ធិ bà bị bật cam mới quan trọng này được trong sầm đây mà ngay nó bị trôi ABC nó chết đọc cái bà phải chỉ phần phân phần bay cái hả bà phần bay cái bọc con côn nó đầm lái thay này ấy chẳng tao miên cua kha nó đó mà ngay nó pram rồi phần môi rồi mà quan cái miên này chẳng trọng này cho ra chẳng có su vật thôi nó chết sản phẩm sầm khăn bom hot tục cắt nẹt copy lui chầm long bà lên đám tham mà bị trang không lên sầm bay chơi bạn bạn ăn nó cần phương hay bật coi như sai con này bà អរគុណណាស់ហើយសង្ឃឹមថាសំខាន់បើអាចបានពុនគូថាកុំទៅរឹតបន្តឹងហឹកខ្សែភាពយន្តពេកបាទពុនហ្នឹងគេពុនអតៈហ្នឹងក៏សុំបើអាចគេហៅថាខុនសែលបានខុនសែលម្ដងហ្នឹងបើអាចបាទបើអាចបើអាចបើអាចដើម្បីលើកស្ទួយខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងបាទបាទអរគុណពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណកុំភ្លេចតាមដានខ្សែភាពយន្តរឿងជួបសយវគ្គ២រឿង ខ្ញុំបាទសានមន្ធឿនសូមលំអរកាយគោរពបាទអ្នកអង្គការបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពិសេសក៏បងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ធឿនក្នុងនាមជាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ABC បាទចង់វាកាសែតសម្លេងស្នាហាជាតិបានថតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងទៀតហើយបាទល្ងាចនេះគឺល្ងាចថ្ងៃទី 22 bà anh chăng bông bông con à bà anh chăng bông bông bà anh chăng complete rong chăm tu sân à bà nâng đặc bình chăng nó không phê chạp chạp ni bà robot bà tạc cam LD phiếp dân bà nè kìa mình anh chơi khai đi bà xong chơi bà admin ấy tế bông bông ở khuôn trả thay chụp xe ở khuôn đó bông xa mình thương là bà bác lý dụng bà xong đáy nóng sạch rương chúc xoay vẹo phì đáy chăng bàn tụ ông quật rồi xong khăn một phút đưa thà quật như vô xa bà mình đáy bà mình mùi đáy bất bạn hãy cứ mình chơi khai ra nghĩa là bạn chọn ăn phần mình bật chẳng cứ một mét anh kia mà bật tại mà đó ai còn tham ăn thì thọ đứng chụp soi thì thọ soi men bạn cứ trâu đông mới còn trâu đám đông trong cắt bị lơ bị thằng slap đánh bạn bà ở quân là dân sông lẹ sân này luôn bà ở quân mình tên robot platinum LD phiên chân tay nhà tôi bán cả control bà bị bom pol test này cái chân tiền không nâng cao protein group bay chẳng ăn thêm đâu nhưng khi ta LD xong rồi sao thì tìm mỗi bạc lôi lươn tìm phi thọt phim bàn lôi phim bà hãy tìm phi cứ mình phê chế rừng mòn sài bà hãy mà hộp sọc sài dùm ca hãy bóng phôn ai camera dùng ai chạm mơ tặng có mơ cái này tặng có bà xong camera xong chạp thì cao hết đau mà chúng mà mơ sẽ cam phim cam phim chạy sài dùm đông bà bóng phôn khơi nha nè bà bóng phôn khơi nha camera crom càng kia bà bóng phôn khơi là tặng cam LD bà để khi ông đào tu ông sầm khăn mùi đây nó không rương nè rương chụp sôi vẹo pì bà cứ tha platinum LD tay để sang côn lập hiệp làm bay lục nè hai mùi rương bao platinum LD phía trên là tu ban ca control pì sầm nặng tu sinh trường khmai bà tu bay chỉ bốc chỉ môi nâng rương bộ đặc tính cả đói có bom bom khmai dương tay để tu control nâng lực tất chất đó sai thì trường khmai dương đây ផលិតកម្ម LD នៅតែក្រាញនលនៀលដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទបងប្អូនឃើញនេះក្រុមការងារតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀបចំថតតែម្ដងហើយសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាតួអង្គខ្ញុំគឺជាតួអង្គមួយសំខាន់ដែរបាទបាទសំខាន់បំផុតគឺផលិតកម្ម LD បាក់លុយស្រួលបាទហើយទទួលការហូបចុកអីឆ្ងាញ់បាទទទួលពរមានថាមិនសូវចេះចាប់ពាក់តួទេ bà đôi là cam xem là cam xem cái là u chả này nè bà ô con cái nắp này trong bát sáng một thứ không niêm chỉ em mình đứt ABC sầm lết ra chiếc cầm bông là thật cần complete control tiếng áo cái này
chung chỉ mà to mà khơi lỗ chẳng vang phong người cá đấy.